Do nhiều người về quê ăn Tết nên trong ngày hôm qua và sáng nay tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất đã đông nghẹt khách đến làm thủ tục bay. Phía trước quầy vé các hãng luôn ở trong tình trạng dòng người xếp thành nhiều hàng và chờ đợi làm thủ tục. Để hoàn thành thủ tục bay và qua cửa an ninh, trung bình mỗi hành khách phải mất gần 1 giờ đồng hồ. Nhiều hành khách đến sân bay trước 3 giờ để làm thủ tục bay vì lo sợ ách tắc trong khi làm thủ tục dẫn đến trễ chuyến. Không chỉ đông người trong khu vực làm thủ tục bay, bên trong khu vực chờ bay gà quốc nội thì cũng quá tải. Các chuyến bay tập trung vào khung giờ 6 đến 8 giờ 30 phút sáng. Vì vậy mà các ghế chờ kín chỗ, hành khách phải nằm ngồi vật vờ giữa sảnh nhà ga để chờ lên chuyến bay. Người dân về quê đón Tết gia tăng từ ngày 15 tháng Chạp đến nay do các địa phương đã nới lỏng quy định cho người dân về quê đón Tết, tạo tâm lý thoải mái cho người dân. Và theo quy định của sân bay, tất cả hành khách khi đến sân bay phải khai báo y tế hoặc xuất trình chứng nhận tiêm 2 mũi vaccine hoặc giấy xác nhận là F0 khỏi bệnh trong vòng 180 ngày.